Các nhà khoa học ở Scotland mới đây đã phát triển một thành phần mới cho vào trong kem để có thể giúp kem lâu chảy hơn trong thời tiết nóng, đồng thời giảm lượng chất béo và đường trong kem. Đó là một loại protein tự nhiên được gọi là BSIA. Protein này hoạt động bằng cách kết nối với không khí, chất béo và nước trong kem. Nó giúp ngăn chặn kem bị đóng đá, giúp bề mặt kem mịn. Các sản phẩm kem này cũng có thể được lưu trữ trong 3 đến 5 năm. Theo các nhà khoa học, đây là một loại protein tự nhiên đã có trong chuỗi thức ăn, từng được sử dụng để lên men một số loại thực phẩm. Protein này thay thế một số các phân tử chất béo đang được sử dụng để ổn định các hỗn hợp dầu và nước. Như vậy, nó có thể làm giảm hàm lượng chất béo.